Hello, xin chào các anh em. Thị trường điện máy tuần qua khá là im ắng, không có gì đáng chú ý hết trơn á. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, tại vì gần cuối năm rồi, hàng hóa của các hãng cũng gần ra hết. Và bây giờ là lúc gom lúa, gom tiền nè. Để làm chi? Vì các cửa hàng đang rục rịch khuyến mãi giảm giá từ đây cho đến cuối năm luôn, tha hồ mà mình mua sắm. Và trong video ngày hôm nay của 8 điện máy, Hưng sẽ mang đến cho các bạn một cái danh sách bán chạy nhất của điện máy xanh, từ các sản phẩm từ tivi nè, tủ lạnh, máy giặt cho đến máy nước nóng luôn. Và bây giờ là phần intro. Đầu tiên là tivi. Vậy thì tivi của hãng nào đang bán chạy nhất tại điện máy xanh, các bạn đoán xem. Không ai khác, đó chính là ông hoàng quảng cáo Samsung với mẫu tivi TU8100 43 inch. Đây là mẫu tivi thuộc dòng Crystal Ultra HD. TU8100 hội tụ đủ những yếu tố cần có của một chiếc TV 2020, bao gồm màn hình 4K, thiết kế không viền 3 cạnh, vi xử lý 4K, hệ điều hành thông minh có tìm kiếm bằng giọng nói. Hiện tại, giá khuyến mại của TU8100 cỡ 43 inch đang là 9 triệu 300 ngàn. Ngoài ra, theo một số thông tin gần đây thì Google đã xác nhận là sẽ hỗ trợ Google Assistant lên các dòng TV năm 2020 của Samsung, trong đó dự kiến bao gồm cả các dòng Crystal Ultra HD. Những ngày gần đây thì mưa gió bão bùng, buổi tối trời khá là lạnh, cho nên tôi biết rằng có một số bạn ngại tắm. Nhưng riêng tôi thì không có ngại, tại vì đã có máy nước nóng rồi, mà tắm nước nóng có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe đó nha các bạn. Nếu như các bạn nào chưa biết tìm loại máy nước nóng nào thì hãy tham khảo ngay mẫu máy nước nóng bán chạy nhất tại điện máy xanh. Đó là mẫu Feroli Mido MSB 4.5S. Giá của nó hiện tại là 2.990.000 đồng, cũng rẻ thôi nên dễ mua. Đây là loại máy nước nóng trực tiếp, không dùng bình chứa, lắp đặt dễ, không chiếm nhiều không gian, bật lên là có nước nóng xài liền. Về tính an toàn thì bạn cũng không cần quá lo, vì nhiệt độ nước cho ra không quá 55 độ C và ngoài ra còn đi kèm với cầu dao ELCB chống rò rỉ điện. Tiếp theo là sản phẩm bán chạy nhất của mặt hàng tủ lạnh tại điện máy xanh, mẫu BA189 BBVN của Panasonic. Tủ lạnh kiểu truyền thống, tông màu xám lạ mắt, dung tích là 167 lít. Sở hữu mức giá hiện tại là 4.990.000. Thương hiệu Nhật, có cả inverter tiết kiệm điện và công nghệ kháng khuẩn AgClean. Với chừng này công nghệ ở một sản phẩm chưa tới 5 triệu thì không khó để hiểu tại sao nó dẫn đầu danh sách bán chạy nhất. Thực tế mà nói luôn nha, bây giờ tính năng và công nghệ có hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì những cái giá trị cơ bản vẫn luôn có một vị trí vững chắc. Đáng lẽ cái mùa này tôi không có giới thiệu máy lạnh đâu, nhưng mà sản phẩm chất nè, giá thì hợp lý, cho nên là để mọi người tham khảo mua năm sau xài nha. Và đây lại là một sản phẩm của Panasonic, mẫu máy lạnh BU9WKH8M dẫn đầu danh sách bán chạy nhất tại điện máy xanh của dòng sản phẩm này. BU9WKH8M có công suất là 1 ngựa. Bên cạnh chức năng làm mát còn được trang bị thêm công nghệ lọc không khí Nano G, có thể lọc được bụi mịn và hoạt động độc lập. Ngoài ra mẫu này có luôn công nghệ inverter tiết kiệm điện, giá bán hiện tại đang là 10.590.000. Ở thời điểm hiện tại thì máy lạnh mà có tích hợp lọc không khí đang là xu hướng mà các hãng đang đi theo. Vì sao? Vì nó sẽ tiết kiệm cho người tiêu dùng một khoản chi phí kha khá. Thay vì bạn phải mua hai thiết bị riêng biệt thì bây giờ chỉ cần một mà thôi. Máy lọc không khí Saab FB-G40EW là sản phẩm tiếp theo dẫn đầu bán chạy nhất trong nhóm máy lọc không khí. Nếu như bạn đã có máy lạnh mà không có kèm theo lọc khí á, thì máy lọc không khí là một thiết bị cần thiết để trang bị thêm. Như cái mẫu G40E này chẳng hạn, nó lọc được bụi mịn PM2.5 cho phòng không quá 30m2 nhờ bộ lọc HEPA. Bên cạnh việc tăng cường giải phóng các ion với công nghệ plasma cluster, có khả năng khử mùi, tạo bầu không khí trong lành hơn. Đây cũng là mẫu máy lọc không khí hiếm hoi trên thị trường có công nghệ inverter tiết kiệm điện, và mẫu này đang có giá là 3.915.000 đồng. Và sau cùng hãy đến với máy giặt. Cái tên dẫn đầu danh sách bán chạy nhất tại điện máy xanh đang là mẫu Aqua D850E có khối lượng giặt là 8,5 kg. Và những cái lý do nào đưa sản phẩm này lên vị trí bán chạy nhất? Giá rẻ so với những gì mà nó mang lại, có giặt nước nóng nè, truyền động trực tiếp nè, cửa lồng giặt lớn và có cả inverter luôn. Tất cả gói gọn trong một mức giá hiện tại là 7.990.000, sắp xỉ 8 triệu thôi. Giá cũng khá là dễ chịu so với những gì mà nó mang lại. Và những sản phẩm của Aqua trên thị trường được định vị ở phân khúc giá rẻ và bình dân, cho nên là những tính năng này nếu được đặt vào những cái sản phẩm của những hãng lớn thì chắc chắn giá sẽ cao hơn rất nhiều luôn. Vừa rồi là các sản phẩm bán chạy nhất tại điện máy xanh, đại diện cho mỗi loại mặt hàng luôn. Bán chạy thiệt nha anh em, chứ không phải là bán ghế rồi đem lên quảng cáo đâu. Sản phẩm bán chạy nhất chưa hẳn là sản phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, nếu như mà bạn vẫn đang lăn tăn chưa biết chọn sản phẩm nào thì đây là cái danh sách rất đáng để tham khảo. Và cảm ơn em đã theo dõi clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em tại 8 điện máy tuần sau.
Bye bye.